Chào các em nha, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 40, góc vuông, góc không vuông, trang 49, 50, vở bài tập môn toán lớp 3, tập 1. Các em nhớ đây là tập 1 nha. Rồi, bây giờ như thường lệ, các em đã sẵn sàng tâm lý cho việc tiếp nhận bài học chưa? Nếu mà các em sẵn sàng, nhớ lúc nào chúng ta cũng có cuốn tập hay là cuốn vở ghi nhớ, giấy nháp. Và trong cái bài này thì chúng ta cần thêm một cái gọi là cái eke để chúng ta đo góc vuông nữa nha. Rồi, nếu nào chưa có chúng ta có thể dừng video. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào bài thôi. Chú. Đó, bài của chúng ta nè. Đấy. Vậy thì bài đầu tiên ta yêu cầu mình là dùng cái eke để nhận biết góc vuông của hình bên rồi đánh dấu góc vuông theo cái mẫu. Đó, tức là ở đây chúng ta phải dùng cái gọi là cái eke. Vậy thì trong cái phần lý thuyết của cái bài 40 này, trong sách toán lớp 3, thì các em đã được học cách để chúng ta nhận biết góc vuông rồi, đúng không? Tức là chúng ta sẽ dùng eke này, đặt ở đây là cái mẫu là họ tìm ra, đây là góc đầu tiên là góc A này. Vậy thì nếu chúng ta đặt cái eke này theo một cái chiều, được chưa? Một cạnh của eke, một cạnh của eke này gì? Trùng với một cạnh của cái góc. Và nếu cái cạnh còn lại của cái góc đó trùng với cái cạnh vuông của cái eke này thì góc này được gọi là gì? Góc vuông, đúng không? Đấy. Vậy thì ở đây chúng ta thấy này, góc A này này, đó, hai cạnh của cái góc A này đều trùng với gì? Cái cạnh của eke này. Đó, do vậy thì đây là một góc gì? Góc vuông, được chưa? Đấy, vậy thì giờ chúng ta xem góc B này. Đó, vậy thì chúng ta đặt một cạnh này. Đấy, vậy thì chúng ta thấy nè, góc B thì cạnh này chúng ta đã đặt trùng rồi, nhưng mà cạnh còn lại của góc B nó sang tới bên này, nó không theo cái đây. Vậy thì góc này sẽ là góc gì? Không vuông, được chưa? Đấy, góc B này sẽ không vuông nhá. Rồi giờ đến góc C này. Góc C thì chúng ta đặt và chúng ta thấy góc này có vuông không? Đấy, trùng luôn đúng không? Hai cạnh của góc C này đều trùng với hai cái cạnh của eke. Do vậy góc này sẽ là một góc gì? Góc vuông, và chúng ta đánh dấu theo mẫu nè. Đó, được chưa? Rồi góc D nè. Góc D các em đo, các em đặt thấy nè. Như vậy thì cái góc D, cái cạnh này nó lại chuỗi sang đây, chứ nó không thẳng như thế này. Do vậy góc này cũng sẽ là góc không gì? Không vuông. Và góc E, góc E thì nhìn đây chúng ta thấy là gì? Nó sẽ là một góc gì? Góc vuông, đúng không? Vậy thì ở đây sẽ có những góc vuông, đó là góc gì? Góc A, góc E và góc gì? Góc C. Đấy, dễ như ăn cháo đúng không? Xong bài số 1 nhá. Bây giờ sang bài số 2 này. Dùng eke để vẽ góc vuông mà có cậu A này, tức là cậu A là bên này. Đỉnh là đỉnh O, hay là chúng ta đọc là đỉnh O. Đỉnh O, cạnh OA. Đó, người ta đã cho mình là một cạnh OA rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ dùng cái eke này, chúng ta kẻ một cái góc, đó là cạnh O gì? OB. Vậy thì bây giờ OA, đúng chưa? OA thì chúng ta sẽ đặt cái eke này dọc theo gì? Dọc theo cái cạnh OA. Đó, và còn lại thì sẽ là cạnh OB chúng ta sẽ kẻ. Đấy chưa nào? Đấy, các em sẽ kẻ từ từ gì? Góc của cái eke này, đó, ra tới gì? Điểm gì? Điểm B. Đó, như vậy chúng ta đã tạo được một góc vuông, được chưa? Và đây chính là gì? Đỉnh O, cạnh là OA và OB. Được chưa nào? Đấy, tương tự như vậy thì đây là đỉnh M, cạnh MP và MQ. Đó, vậy thì bây giờ họ chưa cho mình gì? Cái cạnh giống như câu A, mà họ chỉ cho mình một cái đỉnh thôi. Vậy thì các em cứ đặt eke, góc của cái eke này trùng với gì? Cái điểm M. Đó, sau đó các em gì? Các em kẻ hai cạnh còn lại của góc vuông. Được chưa? Được chưa nào? Đấy, các em đặt cho nó thẳng cái thước nhá, thẳng cái eke của mình, và không được di chuyển nha, cố định nó. Được chưa? Đó, chúng ta kẻ cạnh này trước à. Được chưa? Rồi, cạnh tiếp theo chúng ta sẽ kẻ. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ có
một cạnh là M gì? MP. Và cạnh này sẽ là MQ. Đó, vậy thì chúng ta sẽ đánh dấu đây là một gì? Góc vuông đỉnh M, cạnh là MP và MQ. Được chưa? Dễ hiểu chưa nào? Rồi, xong bài số 2 nhá. Bây giờ đến bài số 3 này. Viết tiếp vào cái chỗ chấm theo cái mẫu này. Mẫu ở đây, tức là họ cho mình rất là nhiều những cái hình như thế này. Có 1 hình, 2 hình, 3 hình, 4, 5, 6 cái hình. Và họ hỏi là trong các hình trên có này, đó, cái mẫu câu A này, các góc vuông. Thì họ đã làm cho mình là góc vuông đỉnh O, đỉnh O, cạnh là OP và OQ. Đó, vậy thì đây là góc vuông này, đỉnh O này, đó, cạnh là OP và O gì? OQ. Đó. Vậy bây giờ chúng ta sẽ xem trong các cái hình này thì còn cái nào là góc vuông thì chúng ta viết vào đây tiếp. Được chưa? Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ xem này, góc T này có vuông này. Góc T này sẽ không vuông đúng không? Đấy. Em chỉ cần đo như này chúng ta biết nó sẽ là góc không vuông. Rồi, góc M này. Đó. Góc M này còn là gì? Không vuông nữa đúng không? Cạnh còn lại nó đi tít vào trong. Vuông thì nó phải thẳng ở đây mới được. Đúng chưa? Rồi, góc T, góc M đều không vuông đúng không? Bây giờ đến góc A này. Rồi, kem đo xong góc A. À, như vậy chúng ta thấy góc A là góc gì? Góc vuông. Vậy chúng ta sẽ viết tiếp này. Viết tiếp vào đây. Đó là gì? Góc gì? Góc A. Được chưa? Có một cái góc nó gọi là gì? Góc đỉnh A này. Đỉnh A. Được chưa? Cạnh là gì? AB và AC. Cạnh AB AC. Được chưa? Rồi, góc D các em đo xem có vuông không? Không vuông, đúng không? Đang đi tít vào trong này. Rồi, góc Y. À, như vậy chúng ta nhìn đây, chúng ta thấy góc Y có góc vuông không? Góc Y này là một góc vuông. Vậy thì góc Y này thì đỉnh Y sẽ là góc gì? Đỉnh gì? Đỉnh là Y. Được chưa? Và cạnh là gì? Cạnh là IH và IK. Đúng không? IH, IK. Xong. Được chưa? Xong câu A nhá. Bây giờ câu B này. Các góc không vuông. À, vậy thì chúng ta có 3 góc vuông. Thì còn lại các góc không vuông ta viết mà thôi. Các góc không vuông đầu tiên là góc gì? Góc đỉnh này. Góc đỉnh T. Đỉnh T. Cạnh. Cạnh là TR. T gì? TS. Được chưa? Rồi. Góc tiếp theo không vuông đó là góc gì đây? Góc M. Góc M thì có sẽ có là gì? Đỉnh. Đỉnh M. Được chưa? Rồi, cạnh. Cạnh là gì? MN. Cạnh là MN. Và M gì? MP. Được chưa? Và góc. Góc D tức là sẽ có gì? Đỉnh. Đỉnh D. Được chưa? Cạnh. Cạnh là gì? DE và DG. Đó, DE rồi D DG. Đó, xong chưa? Đấy, như vậy thì xong cái bài số 3 nhá. Bây giờ chúng ta sang các cái bài tiếp theo của trang 50 này. Bài số 4 này. Trong hình tứ giác ABCD, à, hình này này, A, B, C, D có các góc vuông là. Vậy thì giờ muốn biết được cái hình này có góc vuông nào thì chúng ta cũng lại sử dụng công cụ đó là gì? Đó là Eke này, chúng ta đo. Chúng ta đo góc A này. Đo góc A trước này. Đó. Các em thấy góc A này có vuông gì không? Góc A này đi đâu nhỉ? Đúng không? Đấy. Vậy thì nếu muốn vuông thì cái cạnh AB này nó phải thẳng ở đây mới được. Chưa, góc A không vuông nhá. Là góc B nè. À, góc B các em thấy nó sao đây? À, như vậy góc B là góc gì?
góc vuông thì chúng ta sẽ đánh dấu có góc B là góc vuông nữa nè. Đó. Rồi góc C có vuông không? Đây. Góc C này. Đó, cái cạnh CB này nó đi tít vào phía trong, đúng không? Đấy, vậy thì góc này cũng không vuông. Và góc D. À, góc D chúng ta thấy vuông không? Rất là vuông, đúng không? Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ có hai góc vuông. Đó, chúng ta viết ra thôi. Các góc vuông là, à, chúng ta ghi ra là góc nào? Đỉnh gì? Thứ nhất là góc đỉnh B. Đỉnh B. Được chưa? Cạnh cạnh gì? BA với lại B, BC. BA B BC. Đó. Và góc thứ hai là góc đỉnh gì đây? Góc đỉnh đỉnh D. Đó, đỉnh D cạnh cạnh là DA. Đây là D A D DC. Đó. Được chưa? Vậy thì đây là hai góc vuông và các góc không vuông tức là góc A và góc gì? Góc C. Đấy, vậy thì chúng ta viết vào đây. Góc không vuông đó là góc đỉnh gì? Đỉnh A cạnh cạnh gì? AB và A AD. AB A AD, được chưa? Góc thứ hai là gì? Đỉnh gì đây? Đỉnh C. Đỉnh C. Rồi, đỉnh C này cạnh là gì đây? CB và C CD. CB C CD. Được chưa? Xong nhá. Đấy, bài số 4 rất là đơn giản, đúng không? Rồi sang bài số 5 này. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng, số góc vuông trong hình bên là. Đó, họ có đáp án 1, 2, 3, 4. Vậy giờ muốn biết có bao nhiêu góc vuông thì chúng ta lại phải sử dụng bả bối này thôi. Được chưa? Ta đo này. Mấy góc đây? Góc thứ nhất này, đúng không? Góc này vuông không? Vuông nha. Ta cứ đánh dấu vào đây thôi, không có ảnh hưởng gì hết. Một góc vuông. Rồi cái góc này có vuông được không? Đây. Góc này nó đi tút lút ở đâu không à? Không vuông đúng không? Rồi góc thứ ba nè. Góc này vuông không? Vuông. Đó, đánh dấu đây thấy hai góc vuông rồi đó. Rồi tiếp theo. Kem đo đây có góc này có vuông không? Góc vuông nha. Rồi. Vậy thì có ba góc vuông rồi. Rồi góc này chắc chắn là không vuông rồi đó. Rồi góc thứ tư. Đây. Có vuông không? Vuông luôn. Vậy thì chúng ta đếm đi. Có mấy nào? 1, 2, 3, 4 góc vuông. Vậy thì có 4 góc vuông thì chúng ta sẽ khoanh tròn vào đáp án đúng đó là D. Được chưa? Rồi, đến đây thì thầy lại phải tạm biệt các em thân yêu. Hẹn ở video sau nhé. Rồi, giờ thầy phải bye bye nha. Hẹn gặp lại các em trong bài số 41.